Xin chào tất cả bạn. Nội dung video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về thuật toán sắp xếp bubble sort. Đây là thuật toán có thể nói là cũng gọi là thuật toán dễ nhất thì mình xin giới thiệu với các bạn. Còn để sắp xếp thì chúng ta có rất nhiều thuật toán sắp xếp. Mình tính đơn giản thì sơ sơ là có 6 cái. Mình có thể kê ra cho các bạn biết là thuật toán đầu tiên là thuật toán insert sort hay còn gọi là thuật toán sắp xếp chèn. Và thuật toán thứ hai là thuật toán sắp xếp lựa chọn selection sort. Thuật toán thứ ba là thuật toán sắp xếp theo kiểu nối bọt là bubble sort. Thuật toán thứ tư là kiểu sắp xếp nhanh quick sort. Thuật toán thứ năm là kiểu sắp xếp theo kiểu vun đóng hay còn gọi là heap sort. Và kiểu thứ sáu là sắp xếp theo kiểu hòa nhập merge sort. Thì nó có rất nhiều thuật toán. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn thuật toán đầu tiên là bubble sort. Thì thuật toán sắp xếp bubble sort thì là mình sẽ code cho các bạn xem. Rồi. Thì đầu tiên để sắp xếp thì chúng ta cần phải có một mảng các ký tự nhỏ, các dãy số nhập vào. Thì trước tiên mình sẽ code cho bạn hàm nhập và hàm hiển thị. Thì đầu tiên là hàm nhập. Thì hàm nhập ta truyền vào hai tham số, đó là mảng A và N. N là số phần tử của mảng. Trong thêm hàm này thì ta thực hiện một vòng lặp for y được giá bằng 0 là y nhỏ hơn n, gồm n phần tử thì khi y bằng 0 thì y sẽ chạy đến n trừ 1 phần tử n trừ 1 và tiếp theo là y sẽ tăng lên. Trong vòng lặp for này thì ta sẽ nhập phần tử là hiển thị print ra. Nhập phần tử thứ ai sau đó thì nhập vào thôi. Thì mảng này mình dùng mảng số nguyên nhé. Bạn nào thích số thực thì có thể đổi chỗ trên int thành float hoặc double, và mình dùng số nguyên. Mình đưa vào giá trị ai thôi. Trên đây mình sẽ khai báo cái biến y trong vòng lặp for. Vậy là mình đã xong hàm nhập và bây giờ mình sẽ code hàm hiển thị này, cũng chuyển vào hai tham số là mảng a và n. Trong đây thì ta chỉ cần có một hàm cũng giống như hàm nhập. Mình copy nó xuống. Thì ở hàm hiển thị thì ta không cần đưa ra thông báo nhập và cũng không cần hiển nhập. Dùng một hàm print thôi. Đó là mình sẽ để ra ba ô trống để cho nó hiển thị cái phần tử vừa nhập và mình đưa ra cái phần tử thứ ai. Vậy là xong. Vậy là mình đã code xong hàm nhập và hàm hiển thị. Giờ là sẽ đến hàm main, mình sẽ viết hàm main trước. Sau khi viết xong hàm main mình sẽ viết hàm sắp xếp xong. Bởi vì nguyên tắc khi đi thi các bạn làm đến đâu chấm điểm đến đó, không nên code hết xong rồi mới thử. Nếu mà code hết xong mới thử thì có thể chương trình ta bị lỗi ở đâu đó và không chạy thì dẫn đến chúng ta không có điểm. Còn chúng ta thử chương trình chạy đến đâu tính điểm đến đấy. Vậy nên mình sẽ viết vào hàm main. Trong hàm main này ta cần khai báo cái mảng A gồm 100 phần tử và N là số phần tử của mảng. Thì trước tiên mình cần phải hiển thị này, cần hiển thị ra màn hình là yêu cầu người dùng yêu cầu bạn nhập số phần tử của bạn đưa ra scanf phần trăm d và đưa vào tham số n. Ok, sau đó mình sẽ gọi hàm nhập a và n và mình sẽ hiển thị ra em dãy số bạn vừa nhập là và gọi hàm hiển thị thôi. Và bây giờ mình thử test xem nó có chạy không, kiểm tra xem nó có lỗi không này. Ok, không có lỗi nào. Mình thử chạy nhá. Nhập số phần tử của mảng 5 1 2 9 2 7. Ok, dãy số bạn vừa nhập là 19273 đúng. Ok. Và bây giờ mình sẽ viết hàm hiển thị, hàm
sắp xếp này. Mình sẽ đặt tên nó là hàm sắp xếp theo tên của nó luôn, là nổi bọt thì là bắp bồ xoài. Bắp bồ xoài cũng truyền vào hai tham số, đó là bảng A và N. Trong đây mình thực hiện gì thì trong cái hàm này thì ta chỉ cũng dùng hai vòng lặp liền nhau, dùng hai vòng lặp for liền nhau và so sánh phần tử thứ ie với phần tử thứ ie cộng 1, thì mình sẽ sử dụng hai biến i và j cho hai vòng lặp liền kề, hai vòng lặp giống nhau, và mình sẽ sử dụng một biến bảng k để lưu trữ cái giá trị của ie khi mà ie lớn hơn ij thì sẽ đổi chỗ. Và mình đang sắp xếp theo kiểu tăng dần nhé, giảm dần thì các bạn chỉ cần đối ngược giống lại thôi. I sẽ được đánh bằng 0, I sẽ nhỏ hơn N và I tăng lên. Trong vòng lặp for này ta lại chạy một vòng lặp for nữa, J sẽ được đánh bằng I cộng 1, có nghĩa là phần tử ngay lên sau của I đấy, và J sẽ nhỏ hơn N và J sẽ tăng lên. Trong vòng lặp for này thì ta sẽ kiểm tra nếu phần tử thứ AI mà lớn hơn AJ, có nghĩa là AI lớn hơn AJ thì ta thực hiện đổi chỗ, khi đó biến K sẽ được gán bằng AI, sẽ lưu trữ giá trị của AI đấy, và giá trị của AI ta sẽ gán cho giá trị của AI sẽ được gán bằng giá trị của AJ, và khi đó giá trị của AJ sẽ được gán giá trị của K. Các bạn hiểu không nhỉ? Ví dụ nhé, với trường hợp i bằng 0 thì khi đó j sẽ bằng 1. J bằng 1 thì có nghĩa là A0 mà lớn hơn A1. A0 mà lớn hơn A1 có nghĩa là phần tử đứng trước của nó lại lớn hơn phần tử đứng sau. Mà mình đang sắp xếp theo kiểu tăng dần thì ta sẽ cần phải đổi chỗ cho ai phải đổi chỗ phần tử của AI cho giá trị của AJ. Đúng chưa ạ? Vâng, thì bây giờ là đến đây là xong rồi. Thì bây giờ mình thử chạy cho các bạn xem nhé. À, đây này. Dãy các bạn vừa nhập là, và sau này mình sẽ hiển thị ra. Mình sẽ gọi hàm mình sẽ print ra rất là dãy sau khi sắp xếp là hai chấm, và mình gọi hàm bắt bồ sọt ra thôi. Bắt bồ sọt a và n và gọi hàm hiển thị nó ra. Ok, mình sẽ return 0. Ok, vậy là mình đã cơ bản mình hoàn thành xong chương trình rồi đấy. Thì bây giờ mình thử kiểm tra xem nó có lỗi không. Ok, vậy là không có lỗi nào. Mình sẽ thử test chương trình nhé. Nhập số phần tử của mã, mình nhập nó là 5 phần tử đi. Và mã này mình đang sử dụng thuật toán sắp xếp theo chiều tăng dần, thì mình thử nhập một dãy giảm dần 5 4 3 2 1. Dãy số bạn vừa nhập là 54321 thì sau khi sắp xếp sẽ là 12345. Ok, đúng. Mình kiểm tra một số dãy số lớn hơn nào. 10 phần tử đi. 99 này. 52 này. 78 này. -5, -3 này. -1 này. -99 này. 1 này. 0 này. 15 và 26 đi. Ok. Dãy số bạn vừa nhập là 99, 5278, -3, -1, -99, 10, 15, 26. Và sau khi sắp xếp theo chiều tăng dần nó sẽ là 99, -3, -1, 0, 1, 15, 26, 52, 78 và 99. Vậy là đúng sắp xếp theo chiều tăng dần. Vậy là thuật toán nó đã chính xác rồi, không còn gì không phải sửa đâu nữa. Vậy là sau bài hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn về thuật toán sắp xếp theo kiểu bắt bồ sọt, hay còn gọi là thuật toán sắp xếp theo kiểu nồi bọt. Thì các bạn nếu mà video của mình kết thúc tại đây, nếu các bạn thấy thắc mắc ở đâu thì hãy comment xuống bên dưới, mình sẽ giải đáp cho tất cả các bạn. Vậy bên dưới đây là kết thúc, mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.